từ những giải đấu lớn nhất trên thế giới đến sự cạnh tranh khốc liệt trên bàn đấu. Thành công không đến một cách dễ dàng, đó là một hành trình dài của sự nỗ lực và kỷ luật. Who will emerge victorious? At this little showdown in the women's singles gold medal match, a rematch of the Tokyo 2020 for battle. Và tôi là Ti Long, huấn luyện viên quốc tế với gần hơn 20 năm kinh nghiệm, và tôi rất vinh dự hiện tại tôi cũng đang là huấn luyện viên chính thức của thương hiệu Start toàn cầu. Tôi đã có kinh nghiệm huấn luyện cho hàng ngàn học viên đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới, và đây là học viện bóng bàn quốc tế Ti Long Club. Và vào năm 2022, nơi đây đã đón học viên Khyati đến từ quốc gia Ấn Độ. Khi đó cô bé vừa tròn 8 tuổi. Đó cũng chính là lúc tôi bắt đầu cuộc hành trình với cô bé. Với mục tiêu lớn lao là giúp cho cô bé là lọt vào top 3 quốc gia Ấn Độ. Và mục tiêu cao hơn đó chính là có huy chương tại giải WTT thế giới. Vâng, trong suốt 3 năm vừa qua, tôi đã làm rất nhiều video hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật ở trên kênh YouTube của tôi. Hầu hết tôi đã đứng trong tất cả các video. Nhưng trong video hôm nay, tôi xin phép các bạn hãy cho tôi được phép ngồi. Thứ nhất, tôi muốn gần gũi hơn. Và thứ hai, tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện và cuộc hành trình của tôi để huấn luyện cho bé Khyati từ lúc mới bắt đầu cho đến thành công là giành huy chương bạc giải WTT trẻ thế giới như thế nào. Và trong vòng chưa đầy một tháng sau, Khyati lại tiếp tục giành được thành tích tại giải trẻ thế giới lần thứ hai. Và cơ duyên giữa tôi và gia đình bé Khyati bắt nguồn từ dịch Covid. Lúc ấy, tôi đã làm kênh YouTube và ra rất là nhiều video hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ cho cộng đồng bóng bàn quốc tế. Và tình cờ bố của bé Khyati đã xem những video của tôi, và ông ấy muốn thử huấn luyện với tôi trực tuyến qua mạng, qua video call, qua điện thoại cho bé Khyati. Và ở thời điểm đó, cô bé là vận động viên trẻ tài năng, nhưng cô ấy đã có nhiều cái lỗi kỹ thuật. Những kỹ thuật cơ bản của cô ấy đã có một số lỗi nhất định. Sau dịch Covid, bố của bé đã quyết định đưa bé đến tại đây, học viện bóng bàn Ti Long Club, để học trực tiếp với tôi. Trong cái lần đầu tiên này, tôi đã hướng dẫn cho cô bé tất cả những kỹ thuật cơ bản. Chia sẻ giúp cho cô bé hiểu được nguyên lý của tất cả các kỹ thuật và tăng cái cảm giác đánh bóng, tiếp xúc bóng cho cô ấy, và giúp cho cô ấy thực hiện những kỹ thuật đạt sự ổn định cao và tỷ lệ vào bàn nhiều hơn. Khi cô ấy đến huấn luyện với tôi thì cô ấy chưa vượt qua được vòng đầu tiên tại giải trẻ thiếu niên Ấn Độ, là cô ấy đã dừng bước tại vòng 128. Và sau một tháng huấn luyện với tôi, các bạn có thể thấy cô ấy đã tiến bộ như thế nào. Và các cú đánh cảm giác hơn, chính xác hơn và tốc độ hơn, đánh được điểm rơi khó hơn và tiến bộ hầu hết các kỹ thuật. Và cô ấy trở về quốc gia của cô ấy sau lần huấn luyện đầu tiên của tôi, và cô ấy đã cải thiện được thành tích là lần thi đấu quốc gia tiếp theo của cô ấy đã lọt được vào vòng thứ 32. Đó cũng là một cái sự tiến bộ vượt bậc, từ vòng 128 tiến vào vòng thứ 32. Và ở lần thứ hai này, tôi đã phối hợp và tăng cường phản xạ cho cô ấy, giúp cho cô ấy cải thiện được cái khả năng di chuyển và phối hợp được những cái tình huống thực tế trong thi đấu. Và cái điểm đặc biệt là tôi hướng dẫn cho cô ấy cách đánh điểm rơi ở trong bàn. Và đặc biệt là tôi đã dùng cái dụng cụ này là những chiếc vòng nhựa, và tôi đã đặt ở trên bàn những cái điểm rơi khác nhau để giúp cho cô ấy hiểu được cái tầm quan trọng của việc thay đổi điểm rơi cho những cú đánh ở trên bàn. Và sau khi kết thúc tập luyện với tôi thì như các bạn thấy là cô bé đã có thể đánh được trúng 3 mục tiêu ở trên bàn như thế nào. Và sau lần thứ hai này thì cô ấy đã phát triển mạnh mẽ thành tích của mình, là cô ấy đã lọt vào vòng 16 ở cái giải trẻ thiếu niên vô địch quốc gia. Và tại cái giải cấp tiểu bang là cô ấy đã giành 2 huy chương vàng đơn, là huy chương vàng của lứa tuổi U11, và cô ấy đã nâng cấp lên đánh lứa tuổi U13 và cô ấy vẫn giành huy chương vàng đơn. Và tiếp theo cô ấy nâng cấp lên đánh giải dành cho U15 và cô ấy vẫn giành được huy chương bạc. Và qua đây các bạn cũng có thể thấy là video của cô ấy đã tiến bộ như thế nào. Và vào lần thứ 3 đến tập huấn tại Ti Long Club, tôi đã bắt đầu tập nâng cao cho cô ấy. Tôi đã tập những kỹ thuật nâng cao, tập giật trái, giật phải, và đặc biệt là hướng dẫn cho cô ấy cách sử dụng cái cổ tay như thế nào trong cái cú giật. Nó giúp cho cô ấy có thể là biến hóa điểm rơi, giật vào những cái điểm khó hơn, làm cho đối thủ gặp nhiều khó khăn hơn, và giúp cho cô ấy có những kỹ thuật và giật tăng xoáy tối đa. Và đồng thời là tập những kỹ thuật nâng cao, bắt đầu là tập những kỹ thuật flick thuận tay và trái tay để tấn công những cái quả bóng ngắn ở trên bàn. Tiếp theo là tập cho cô ấy tăng tốc độ di chuyển cho đôi chân, giúp cô ấy có thể là tăng cái khả năng tấn công nhanh ở trong thi đấu. Knee bend. Ok, 2, 1, 2, first ball, second, straight. First ball, second. Good. Knee and thumb. Good, good, good. Fast, very fast. Oh. Fast, fast, fast. Tip toes, right leg, down hand. Okay. Jump, always jump. Jump, jump, jump. Good. Tip toes. Okay, tip toes. Okay. Leg, hip. Pay attention. Short. Short. Long. Okay. Running fast. Running fast. Okay, relax. Running fast. Good. Good. Okay. And roll the ball. Okay. Roll in here. Yeah. It's 2 fingers. Relax. Okay. And 2 wrists. Keep elbow, yeah. Keep. Friction, friction, more friction. You understand? In reach, friction. Breathe, relax. Breathe, more friction, friction. Okay, better. You understand? Okay. Gotta build up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm sorry. Và sau cái lần tập thứ 3 với tôi thì Khyati đã quay trở về và thi đấu giải quốc gia Ấn Độ và cô ta đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên. Là hạng thứ 11 trên bậc xếp hạng quốc gia Ấn Độ dành cho các vận động viên. Và bố của Khyati là đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho sự kết nối xuyên suốt cho quá trình tập luyện của tôi và bé Khyati Ấn Độ. Và ông đã dõi theo từng cái giải thi đấu của cô ấy và ông đã đúc kết và chia sẻ cho tôi những điều mà cô ấy còn thiếu sót trong thi đấu. Và vào cái lần thứ 4, ông ấy lại tiếp tục đưa Khyati đến huấn luyện với tôi. Và ông ấy cũng yêu cầu một số cái vấn đề tôi cần tập luyện và cải thiện cho cô ấy. Đó chính là trả giao bóng và tăng cái cảm giác trả và đỡ nhiều loại xoáy của đối thủ, giúp cho cô ấy cải thiện được cái khả năng là tấn công tần số lúc nhanh lúc chậm khi đối thủ biến hóa. Đó cũng là cái cách nâng cao. Và tập cho cô ấy cái khả năng giật trái uy lực để kết thúc khi cô ấy gặp cái tình huống thuận lợi. Và ngoài những yêu cầu đó là tôi cũng cải thiện cho Khyati rất là nhiều cái kỹ năng nâng cao, đó là phòng thủ những cái quả bóng mạnh. Và khi tôi thấy cô ấy và trong quá trình tập luyện cô ấy còn thiếu sót điều gì là tôi đều cố gắng là bổ sung và tập luyện cho cô ấy, và hướng dẫn cho cô ấy cái khả năng di chuyển và sử dụng sức mạnh từ cái cơ thể, và đặc biệt quan trọng là vùng chân và vùng hông. You follow spin. Wrong. Yes. Push. Wrong. Okay. Okay. The ball. Look. Okay. Block. Attack. Block. Attack. Block. Attack. Okay. Block. Attack. Okay. Power, 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 power. Yes, yes, yes. Okay. Right. Power, power, power. Start. Here. Yes, power. Yes. 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 Power, 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 power. Yeah. Và sau khi kết thúc chuyến tập huấn lần thứ 4 của cô ấy, và tôi đã quyết định là trao tặng giấy chứng nhận là cô ấy đã hoàn thành khóa học. Nhưng sau đó là chỉ trong một thời gian ngắn là bố của cô ấy và gia đình đã quyết định đưa cô ấy quay trở lại tập luyện lần thứ 5. Và trong lần thứ 5 này, tôi đã chú trọng là tập nâng cao hơn cho cô ấy, đặc biệt là giúp cho cô ấy tăng được cái khả năng là phản ứng được những cái tình huống nâng cao trong thi đấu, lúc chậm lúc nhanh. Và mục tiêu là nhắm đến những cái giải quốc tế như gia đình của cô ấy mong muốn, và tập cho cô ấy những cái kỹ thuật nâng cao hơn, ví dụ như là phản công lại những cái cú tấn công của đối thủ và tấn công ngẫu nhiên lúc nhanh lúc chậm, nó gần với thực tế giống như thi đấu, và rất là nhiều cái kỹ thuật nâng cao. Thì qua đây các bạn có thể là xem được những cái video của tôi huấn luyện cho cô ấy như thế nào. Thật sự hôm nay tôi chia sẻ video này cho tất cả mọi người. Đó cũng xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc của tôi khi một người học trò mà tôi đã cố gắng nỗ lực tập luyện đã đạt đến thành quả là giành được thành tích quốc gia và quốc tế như ngày hôm nay. Và chắc chắn là qua video này thì các bạn có thể thấy là không phải ngẫu nhiên mà một vận động viên họ có thể đạt được thành tích cao như vậy. Ngoài việc được sự ủng hộ hết mình từ gia đình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và đam mê của bản thân cá nhân, thì điều quan trọng nhất vẫn chính là kỹ thuật và phương pháp tập luyện. Các bạn có thể thấy là từng giai đoạn tôi đã sắp xếp cái cách tập luyện một cách khoa học từ cơ bản đến nâng cao như thế nào cho cô ấy. Và các bạn cũng có thể thấy là những điều đặc biệt mà tôi đã hướng dẫn cho cô ấy. Và đây cũng là một số cái dụng cụ tập bổ trợ. Và chắc chắn rằng các bạn sẽ không thấy và không biết hết được khi các bạn không có mặt tại đây. Nếu các bạn có nhu cầu tập luyện thì tôi xin mời các bạn hãy đến Học viện Ti Long Club trải nghiệm để các bạn nhận được cái phương pháp huấn luyện đặc biệt nhất, những cái kỹ thuật hướng dẫn hiện đại nhất, khoa học nhất từ đặc biệt của riêng tôi. Và xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.